Hello cả nhà, bữa nay em làm gel manicure nha. Này xưa giờ ít khi nào làm lắm. Tới khi nào mà có mấy bé mà tay tay này là làm gel manicure đúng đẹp luôn nè. Tại cái tay của Si cái móng nó cong mà vậy, như cái độ cong nó vừa phải á. Nó mọi người thấy nó cong không? Như là Si curve vậy đó, nó ra cái form móng đẹp lắm. Giờ em phải dũa dũa cho nó không có còn bị méo nữa. Nó dũa rồi, con bé này nó dũa rồi mấy anh chị, mà mười móng 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 nào giống móng nào thôi. Rồi sau đó em buffer luôn. Thì cái cây này á, cái cây này là nó có hai mặt, một mặt 100, mặt 180. Em sử dụng mặt 180 để em buffer cho nó mịn, nó đi hết mấy cái da chết này, chỗ mấy cái gốc này nè, đi hết cái da chết để nó không có bị hở cái móng lên khi mà mình sơn á. Còn da chết thì nó sẽ bị chóc, còn không còn da chết thì đấy, vô cho mấy cái gốc này nè, em đi vô trong đây nè. Đó, da chết nó chóc ra nè, da chết mà chóc cuộn 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 vậy đó. Square shape, dạ lâu rồi mới làm lại theo cái kiểu mà gel manicure móng ngắn mà square shape giống vậy nha. Nói chứ trong tiệm mới làm đông khách, nó khách vô làm gel manicure, sơn 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 gel manicure em khoái lắm, tại vì sơn nó nhanh hơn. Còn đông mà vô mà nói là take off làm full set là mình nghe mình cũng ngán, ngán nhất là cái vụ take off thôi, chứ không có cái full set thì làm có thể nhanh rồi. Cái take off là cái lâu, hoặc là soak off ra. Nghe tới bên đang đông khách mà nghe soak off, take off là quải lắm. Ok. Mọi người bữa nay khỏe không? Hôm nay bên Florida đang có bão, có mấy anh chị nào đang ở Florida không? Chúc mọi người an toàn nha. Trên móng thiệt có bảo hành hàng lâu phải không? Mình sơn treo trên móng thiệt vậy có bảo hành bao lâu vậy? Ô, em làm móng thiệt móng giả gì cũng là 1 tuần hết á. Móng thiệt móng giả gì thì em cũng bảo hành cho khách 1 tuần. Trong 1 tuần quay lại với lỗi kỹ thuật á thì mình sẽ sửa cho khách. Còn nếu mà do khách làm gãy, mà ví dụ như nó đi đánh lộn nó làm gãy thì mấy cái đó mình không có bảo hành được đâu. Và nếu như mà cái móng của mình đắp mỏng quá mà 1 tuần quay lại đó thì mình sẽ sửa cho khách. Hoặc là 1 tuần mà sơn treo mà chốc á là mình sẽ sửa cho khách. Ok. Rồi sau khi xong thì em sẽ lấy cái cây này nè, quét đi cho nó sạch hết mấy cái bụi. Phải có cái bàn chải gì đó. Em thiệt là làm khách làm móng treo manicure ít khi nào em cho ít khi nào em sử dụng dũa hoặc là em cho thợ sử dụng dũa trên tay khách lắm. Tại vì nó cho người ta cái cảm giác, nó cho khách hàng á cái cảm giác là mỏng móng khách người ta. Mặc dù là khi mà mình biết là mình dũa bằng mấy cái đầu diamond á thì nó sẽ không có ấy. Em đi cái Z primer này để cho nó không có bị chốc ra nha. Nó giúp cho cái gel bám rất là chắc. Mặc dù là mình đi kỹ, nếu như ai biết dũa đó thì mình dũa theo cái dạng mà mấy cái đầu diamond của gọi là cái gì ta, Russian manicure thì nó cũng không có mỏng móng khách. Nhưng mà nếu mà ai mà không biết dũa thì nó sẽ bị mỏng móng khách, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em không có muốn cho khách hàng cái tâm lý á là mình sẽ làm mỏng móng người ta. Tại vì ngộ lắm mấy anh chị, nhiều khi mình cầm dũa là mình dũa thôi làm móng, khách hàng nó đã nói là mình dũa mỏng móng rồi. Cái tâm lý chung á, mình cũng vậy, nhiều khi thấy cầm cái dũa lên là mình nghĩ là nó sẽ mỏng móng rồi, khách nó không có đánh lộn mà nó móc mũi gãy thì có lấy tiền hay không. Trời ơi, nói chung là mình nhìn vô là mình biết được cái đó là cái lỗi kỹ thuật hay là lỗi do khách à. Thì mình bảo hành, khi mà bảo hành thì em nói là do lỗi kỹ thuật. Ví dụ như cái móng của mình mà mình đắp mà nó mỏng á, mình nhìn vô là mình biết là do mình đắp mỏng mà mấy anh chị. Còn khi mà mình đắp mà dày cui á, mà khách nó lại nó gãy á, mình vẫn chỉ cho nó coi, mình nhìn tao đắp dày tới cỡ này nè mà nó còn gãy, thì cái gãy này mày làm gì gãy? Không thể nào ngủ thức dậy mà bao nhiêu đây dày bao nhiêu đây mà gãy hết á.
thì tùy theo case để mà mình làm việc thôi. Làm nail mình nó sẽ không có theo cái gập khuôn được, cái ngành nail của mình là cái mà nó không thể gập khuôn, nó là service, và mỗi một cái khách mỗi một cái dạng khác nhau nữa. À, có người hỏi em chứ, ồ sao Ngân sơn manicure ít khi nào thấy Ngân khua vào đầu móng quá. Có chứ, không khua vào đầu móng nó chóc sao. Em khua vào theo kiểu này nè, em sơn gì nè, rồi bắt đầu em vuốt xuống giống gì nè, em sơn cái đầu móng vậy nè, rồi bắt đầu em vuốt xuống để cho nó mỏng. Ở đây em đang xài cái này là Z-Base nha mấy anh chị. Ok, rồi mình khô và mình sơn chỗ này, rồi bắt đầu mình sơn từ trên đây xuống thì nó sẽ không có bị dày cái đầu móng của mình, tại vì dày nó cũng dễ làm cho bị chóc nữa. Rồi sau đó em sẽ cho hơi đèn, take up gel ra cho lẹ trên móng thiệt. Take up gel cho lẹ là chỉ có dũa rồi ngâm ra là em thấy lẹ thôi, chứ đâu có làm gì đâu lẹ nữa. Dũa cho nó, dũa bằng dũa cây á, cho nó mỏng xuống rồi mình ngâm acetone sốc nó ra thì nó sẽ nhanh. Có cái cây gel remover đó, mình cạo nó ra nhanh lắm. Cái này hơi nhiều. Cái đầu móng là phải cover. Thường á, đầu móng là em chỉ đi có hai lớp thôi, một là lớp base, hai á, là cái lớp màu, với cuối cùng là cái lớp top, là ba lớp là maximum. Chứ không phải là mỗi một lớp là em sẽ đều đi đầu móng, tại vì em thấy mỗi một lớp em đều đi đầu móng á, nó bị mỏng cái móng người ta dữ lắm. Nó lộn, dày cái móng chứ tự nhiên nó mỏng móng. Nói xong mới nhớ lại nó, ủa sao nó dày mà đi nó mỏng, chết luôn. Not just for acrylic. À, chị em mình ơi, nó tùy theo cái dạng primer chị. Ví dụ ở đây em có hai chai primer đây. Hai chai primer. Một chai á, cái no lip primer bên tay trái của em á, là nó chỉ để là no lip primer only á, thì thằng này là cho bột nè. Nó trong này nó là acid primer cho nên nó xài cho mấy cái dạng mà khách mà họ làm việc bằng tay chân lao động nhiều á, là em xài loại này nó sẽ không có bị lip, nhưng mà nó là acid primer. Thì nó cái mùi nó nặng hơn. Còn cái bên tay phải của em nè, nó là 3-in-1 primer, là cho gel, cho acrylic and cho gel builder luôn. Và cái loại này là loại non-acid primer, cho nên là cái mùi của nó rất là nhẹ, và mình xài cho gel polish được hoặc là gel builder đều được. Nó có hai loại khác nhau. Rồi, ở đây thì em xài số 241 của Deep & Do nha. Đây là cái bản màu số 9, bản màu mới của Deep & Do. Thì em xài màu số 241 là số đầu tiên. Nó giống như là ở bên ngoài, nó giống như Tiffany Blue nhưng mà nó hơi xanh hơn tí xíu. Mấy cái màu tím này cũng đẹp quá trời, màu hồng, màu cam. Mấy màu tím này đẹp quá mấy anh chị, màu xám trắng này cũng đẹp nữa nè. Cái màu tím này nó có clear down bên trong, nhìn nó sang không? Đó, tới cái màu nâu cuối cùng cũng đẹp. Dạ chị Annie. À, anh chị nào muốn order cái Z Primer thì bỏ số điện thoại đi rồi tụi em sẽ gọi cho mấy anh chị. À, hoặc là mọi người chút xíu nữa em bỏ link thì mọi người vào trực tiếp trong link để mọi người order luôn cũng được. Năm nay thì tụi em cứ kêu gọi là mọi người order online để nó vừa nhanh, với lại mấy anh chị còn tích điểm được, còn order qua phone thì mọi người không có tích điểm được. Ok, từ khi mà nó có treo ra cái đó là mình bị của bàn bên này mình hơi đèn chị em. Ok, từ khi có treo ra đời cái nó làm mình bị hư tay nghề luôn mấy anh chị. Bây giờ không có sơn nước sơn thường lại được nha, sơn nước chứ sơn thường người ta nói nó xấu một cái tả không nổi. Em quét cái mặt trước. Có một cái này nè mọi người, có anh chị nào để ý không? Mình sơn mà móng dài á, mình dễ sơn hơn là móng ngắn nha.
Vì em thấy móng dài á, nó có cái room cho mình. À, mình lấy nước sơn nhiều, mình lấy nước sơn dày hơn chút cũng được. Rồi mình quét nó đều tay. Thì khi mà để nước sơn nó dày á, mình đi nhiều khi một lớp là cái màu nó đã ra đều cho mình rồi. Mà mình đi hai lớp cho nó đều màu. Còn mà móng ngắn á, mà mấy anh chị sơn dày nó sẽ xấu banh nhà lồng. Cho nên là móng mà càng ngắn, em thấy là sơn nó càng cần cái kỹ thuật nhiều hơn. Nó cần mình phải vuốt cho đều, cho mỏng. Khi nào 6 bàn thị nở là cùng gì? 6 banh nhà lồng. Việt Nam mình có nhiều từ nghe mắc cười quá ha. À, khi nào em open store hả? Store ở Florida thì chắc em khoảng 2-3 tháng nữa là em xong. Còn store bên Georgia thì có thể là sang năm sau mấy anh chị. Năm nay thì hàng hóa mọi thứ đều rất là khó để lấy. Cho nên là tụi em phải làm construction trên đó, sửa chữa lại xong. Khi nào mà xong tụi em sẽ thông báo cho cái store ở Georgia. Rồi store Florida thì khoảng 2-3 tháng nữa là em xong rồi. Bữa nay sao lễ mọi người sao? Có khách lai rai không mấy anh chị? Nghề nail của mình nó lạ đời cái gì đó. Lúc á, tới lễ á, là khách dập vô. Ăn cũng không có thời gian mà ăn. Làm từ sáng tới chiều. Còn tới lúc mà qua lễ xong, một số nơi nó vắng từ sáng tới chiều ngồi ăn không ngưng. Ngồi ăn không ngưng. Hồi xưa có em đi làm ở mấy tiểu bang mà giống như trên Texas, Abilene, Texas đó. Qua lễ xong là ngồi ăn từ sáng tới chiều luôn á. Ăn hết món này tới món kia. Ok. Rồi cho hơi đèn. Dạ thank you chị. Chị cắt da sao? Dạ móng bàn tay này em không có cắt da luôn á. Dạ chị xin nè. Em thấy số điện thoại của chị rồi nha. Dạ em có thấy mấy chị để comment. Màu mới đẹp lắm Ngân ơi. Dạ thank you chị Kim. Ở đây anh chị nào có dip and do rồi thì có màu mới rồi nha. Mấy anh chị 18 màu mới nha mọi người nha. Trời năm nay dịch bệnh tụi em cũng ráng ra cho có màu để cho mình có màu sắc này kia cho yêu đời. Rồi. Này là qua lớp thứ hai. Mình cũng đi mỏng cho nó đều tay. Hồi xưa lúc mới đi làm em hay có thói quen là cầm chai sơn khi sơn. Nhiều khi mấy cái chai cũ thì không sao, mấy chai mới cầm hồi cái nó bị đổ. Mình cứ nghiêng, mình lo mình tập trung mình nhìn cái móng vậy nè. Mình nghiêng hồi đổ chai sơn. Trời ơi, ta nói nó chùi, nó dơ, thấy gớm luôn. Sau này cái làm chung với mấy thô cô thợ trong tiệm mà mấy cô thợ người nước ngoài á. Thời gian cái em quen, không có cầm chai sơn nữa. Thì thấy là ok mình không cầm chai sơn, nói chung cái nào nó cũng có cái lợi cái hại của nó. Mình lấy nước sơn rồi này kia thì nó chậm hơn, nhưng mà mình đi được tới vô góc, mình banh ngón tay người ta ra đi tới góc rồi này kia nó gọn, nó dễ nhìn. Nếu như già rồi tay chân không có được nhanh nhẹn như trẻ nữa. Nghe thấy ghê chưa mấy anh chị, thấy ghê luôn á. Thì là cái móng của khách chỗ này nó uneven này mọi người nhìn thấy được thôi. Cái móng của cô khách cái chỗ này nè, nó bị hơi lõm xuống tí xíu mấy anh chị thấy không, ngay chỗ cái đầu móng nè. Tự nhiên cái móng tự nhiên của Si mà nó bị lõm xuống một chút. Ok. Mấy anh chị thấy bàn tay này sơn màu này nhìn đen không mấy anh chị? Hồi nãy giờ em sơn mà cô bé này cô sợ cái tay bà đen.
Ta nói trắng thì đã trắng mà đen thì đã đen. Có sợ cũng muộn màng. Nói chứ màu này mấy khách trẻ trẻ xài nhiều lắm em. Trọn bộ bao nhiêu vậy? Đó, để cho sale team trả lời nè, trọn bộ deep and true bao nhiêu? 242 19. Ủa, bộ này hay nguyên bộ? À, giờ em báo bộ này đi 18 màu. 18 màu của mình, nước sơn treo, nước sơn thường và bột deep dab thì là 242 đồng 18 cent. Còn nếu mà trọn bộ của mình thì bây giờ là 258 màu phải không em? 258 màu. Thì nó bị out vài màu, giá bao nhiêu em nhớ không? 12 màu. Giá hết trơn luôn là 3.471. Trời ơi, nó học thuộc bài luôn á. Nè mấy anh chị, hồi nãy em có nói là cái móng của cô này ở ngoài, cái phần đầu móng ở chỗ này nè, nó bị hơi lõm cái chính giữa đó, em không biết tại sao luôn. Thì bắt đầu khúc cuối á, mình vuốt cho nó đều, đừng có để nó bị động cái cục lại. Mình vuốt một lần trước khi cho hơ đèn. Rồi, chỉ có hai cái ngón này là mấy anh chị thấy nó cái đường lõm cho nên nó rõ nè, đúng không? Em thấy cái móng của em bị lõm không vậy? Không. Nè, nên cái đường chị đang chấm nè, nó bị lõm ngay chỗ đó. Nó mà, nếu mà là bột deep á thì mình fix nó dễ lắm. Còn khi mà mình làm treo á, mình để nó lên, để thêm một cái đốm treo nó lên, vuốt nhẹ nhẹ ở trên như nè, phớt phớt để cho nó balance ra, nó đều ra, phớt phớt chỗ cái đốm đó thôi, cho nó không có bị thấy nó bị lõm. Một đường nằm ngang đây nè cưng, ở ngoài gần cái đầu móng á. Ok, hơi đèn. Dạ, anh chị nào muốn tìm hiểu kỹ thêm về cái giá của Deep Endure á thì mấy anh chị cứ nhắn tin vào Facebook của Nail Job cho tụi em, hoặc là mọi người bỏ số điện thoại để tụi em gọi cho mấy anh chị thôi. Mấy anh chị lưu ý giúp cho em là số điện thoại của công ty mình á, khi mọi người gọi vào tổng đài thì là số 888-887-8807 nha mấy anh chị. Mọi người gọi vào đúng một cái số tổng đài duy nhất là 888-887-8807. Tại sao mà năm nay em phải nhắc hoài mấy cái vụ số điện thoại á, là tại vì thấy nó cũng có nhiều cái Facebook giả đồ này kia rần rần trên Facebook á, cứ đi gạt hết người này tới người kia mua supply, người ta trả tiền xong cái mất tích luôn. Rồi em nói năm nay mọi người thấy đăng bao tay đồ này kia mà giá rẻ hơn những cái local supply hoặc là những cái nơi mà mấy anh chị thường mua, mà kêu trả qua Zelle, trả PayPal. PayPal thì mọi người lưu ý nó có một cái gì nè, PayPal nó có hai dạng, đó là dạng mua hàng good and service, thì cái dạng đó mọi người có thể cancel lấy tiền lại được. Còn cái dạng friend and family thì rất là khó cancel để lấy tiền lại. Thì mọi người mua hàng của ai mà kêu gửi friend family mà người đó chưa bao giờ mình quen, chưa bao giờ mình biết, thì mình có phải question và coi kỹ lại là mình có nên mua hay không. Tại vì cũng có một cái chị khách của em thấy người ta post hàng trên online bán bao tay rẻ quá, đi mua và trả PayPal, trả theo dạng friend, và cuối cùng là mất tiền luôn, không có lấy tiền lại được. Nhắn tin không thấy trả lời, block Facebook của chị luôn. Thì mấy anh chị lưu ý. Còn khi mấy anh chị mua hàng qua công ty Journal thì tụi em luôn lấy thẻ để khi mà mình trả tiền mua qua công ty á, thì cái tiền người ta lấy thẻ để đi vào hệ thống của công ty thì nó rõ ràng cho mình. Còn mấy anh chị trả qua PayPal thì cũng là mua hàng theo cái dạng mua hàng, thì bên công ty người ta sẽ trả cái phí cho cái PayPal. Còn khi mà mua hàng mà trả friend and family á thì mình cứ nghĩ là rất là khó để mình cancel, hoặc là trả qua Zelle đồ này kia rất là khó để cho mấy anh chị cancel. Có nhiều anh chị bị nhưng mà không có dám nói cho em đó, để bữa nay em làm một cái video em nói cho mấy anh chị lưu ý. Rồi sau đó em sẽ đi cái Gtop. Cái màu này đẹp quá ha cả nhà. Đây. Cover lại thì em cũng sơn giống như sơn bê vậy đó. Mọi người nhìn giống như là em không có sơn cái đầu móng, nhưng mà thật ra
Thực ra là mình quẹt cái đầu móng rất là nhanh. Rồi hư một móng, con thị nở. Chị làm đi. Chị làm gì cưng, ảnh từ đây nè. Từ đây ảnh qua đây nè, tôi có bằng chứng bắt cho tại trần luôn. I already asked your number to my phone because you are very important to me when you call. Thank you chị. Thank you mấy anh chị. Mọi người muốn an toàn thì cứ lưu cái số điện thoại của Neo Job xuống. 888-887-8807 lưu vô số phone của mình á. Nếu mà có ai mà gọi mà bán hàng nói từ công ty mà mọi người muốn for sure thì mọi người cứ gọi lại cái số tổng đài trực tiếp của công ty thì mình chắc ăn hơn. Bởi vì em nói nhiều khi tới những cái năm dịch bệnh á, kinh tế thì khó khăn, nhưng mà những người mà scam á thì họ lại tăng lên rất là nhiều. Đã khó khăn mà còn gặp scam nữa là mệt. Hôm nay em biết sơ sơ là cỡ 5-7 người á, đi mua, đặc biệt là mua bao tai, tại bao tai giá tăng nhiều quá mà nghe nó rẻ là mình cũng muốn mua. Cho nên là đi mua ở nhiều cái Facebook mà nó giả quắc, giả trân luôn, nhìn vô cái Facebook thấy giả trân luôn mà mấy chị không có rành chơi Facebook á. Cho nên là tin rồi mua rồi trả tiền xong rồi mất tiền. Ok. No white top, costly top, nó hay bị vàng, thanh yellow phải không? Dạ không, nó không có bị vàng đâu. Cái tỷ lệ vàng của nó, cái này là nó khoảng, em nghĩ là khoảng 90% là nó không có vàng. Chỉ trừ những khách nào giống như là những cái màu lợt mà sometimes mình bị khách mà họ hút thuốc. Cái này phải sơn lại một lần nữa nè. Họ hút thuốc hoặc là họ xài cái sunscreen đó, nhiều đi biển đồ này kia thì nó sẽ bị vàng thôi chị. Còn 90% ở dạng bình thường là mình thấy không có khách nào mà bị vàng. Ok. Mua hai bộ là bộ này bộ thứ ba. Chị Thảo Ly khỏe không chị Thảo Ly? Mùa này làm ok không chị? Thấy năm nay mọi người đang tìm thợ. Mọi người như là đang bị một cái vấn nạn là không phải không có khách mà là không có thợ. Thấy đang tìm thợ như là đi tìm kho báu vậy đó. Tiệm nào cũng vậy, đang tìm thợ. Có tiệm đang bao ăn, bao nhậu, bao ở, bao ăn, bao nhậu luôn. Beautiful collection, thank you Mary, Mary Moore. Ok, màu này là màu 241 nha mấy anh chị nha. Đây 241 là màu đầu tiên. Với lại em nhắc lại là khi trong cái collection này á, cái cọ của mình á là cái cọ dẹp. Cái cọ dẹp. Cái chất lượng cọ thì em không có dám so sánh với hãng OPI, nhưng mà cái kiểu cây cọ thì nó theo cái kiểu dẹp của OPI. Cho nên là khi mà mình sơn nè, mình bè ra dạng cái là nó sẽ đi vào trong gốc nè, rất là dễ nè mấy anh chị thấy không? Đây là cái kiểu cây cọ. Đó, công nhận sơn mà sơn ngược chiều nó xấu một cách kinh dị. Chị đang chờ mua thêm một set hotline nè, khi nào back in stock cho chị biết. Dạ chị, bây giờ 258 màu thì tụi em out khoảng 10-12 màu hả em? Out khoảng 12 màu đó chị Thảo Ly. Nếu mà chị xài trước cần gấp đó, thì chị mua trước 12 màu kia thì chị mua sau. Chị mở thêm một tiệm nữa hả? Rồi, hơ đèn lần nữa. Rồi, một set 18 màu này giá là 242 phong. 242 đồng 19 sen cho 18 màu collection mới nha mấy anh chị. Tên của nó là Tropical. Đó. Đèn treo dạ khoảng 1 tuần 2 tuần anh Raymond. Set bộ art treo bao nhiêu em? Dạ 126 mà tới chắc khoảng ngày 12 tây em mới có. Hôm nay là 7 tây rồi đó. Khoảng tuần sau em có luôn. À dạ chị đúng rồi. Chị có số điện thoại của tụi em đó, cần gì chị cứ gọi trực tiếp vô cho tụi em. Sức cho nó một miếng dầu gió.
Dầu gió hiểu con áo sức lên cho nó bóng bẩy rồi lên. Dạ, không có chi ramen. Hàng tụi em không ngày hết, khách cũng hỏi hoài à. Dạ, khoảng tuần sau tụi em có nhiều hàng lại lắm mấy anh chị. Năm nay hàng sản xuất chậm lắm, dịch bệnh, mọi người thấy dịch bệnh đủ thứ nơi đúng không? Hàng mấy cái hàng disposable, liner, pedicure kit đều đó mấy anh chị có cần thì mọi người mua sớm nha mọi người ơi. Hôm qua em có thông báo á, là có thể bắt đầu từ tháng sau á, là nó có nhiều mặt hàng lên giá lắm. Tại vì cái shipping free tăng rồi giá hàng cũng tăng nữa. Tại giờ giờ ở đâu cũng dịch bệnh, Việt Nam cũng dịch bệnh close tùm lum hết trơn á. Cho nên là người sản xuất ra, cái nhân viên sản xuất ra không có. Đây cái màu của nó đây. Rồi tiền shipping nó tăng một cách kinh dị luôn, không có container đi qua Mỹ. Cho nên là các hãng, các hầu như là các hàng, tất cả các mặt hàng luôn, ngay cả các mặt hàng mình đi ở ngoài chợ nó cũng sẽ tăng nữa. Thì ai mà xài đồ disposable giống như là Manitow nè, Pedicure Kit thì tụi em có mấy cái bundle đó mọi người có thể mua, thì tụi em sẽ gửi ship ra cho mấy anh chị. Trong cái đợt hàng này thì màu nó chưa có lên giá. Màu này có trên Journal app phải không? Chị ơi, cái app đó của mình hiện giờ em muốn biết là mình còn còn xài được hay không, tại thấy cũng cập nhật thường xuyên á. Nhưng mà chị mua trực tiếp trên website journal.com thì nó dễ hơn chị. Sơn thóp bị lỗ lỗ là do cái gì phải không? Em sẽ trả lời vài cái lý do mà em biết do cái sơn thóp mà bị lỗ. Tại trong tiệm trước đây mình cũng bị rồi, cái bắt đầu mình cũng đầu tiên, thứ nhất là nếu như mà mình sơn một lớp á, sơn hai lớp đi, tại vì có nhiều chị sơn hai lớp, sơn hai lớp mà cái lớp đầu không lỗ qua lớp thứ hai bị lỗ, đó là do mấy anh chị thấy cái lớp gel của mình khi mà mình sơn xong, sơn gel màu á, hai lần mình hơ đèn ra nó vẫn còn một cái độ hơi sticky nó bám đúng không, thì khi mình đi top lên trên đó nó sẽ không có bị loang. Còn một khi mà mình đã đi cái top coat mà nên wipe rồi, có nghĩa là nó rất là bóng rồi, mà mình đi thêm một cái lớp thứ hai lên trên nữa, nó không có cái chỗ gì bám hết á, người ta gọi bóng như là gùi đậu mà còn chống gậy nữa đó thì cái top coat của mình nó không có cây gậy để chống, cho nên là nó sẽ bị loang, nó sẽ bị loang, bóng quá nó không có cái độ bám nó sẽ bị loang. Đó là cái một cái có thể gây ra cái loang cho móng. Thứ hai nữa đó, đó là sơn B gel. Trong tiệm em xài rất là kỹ nha. Chai B sơn cho chân khác, chai B sơn cho tay. Tại vì sơn cho chân á, nhiều khi mình làm dưới chân mình còn có lotion, có massage oil mà thợ không có chùi kỹ, thì cái chai B đó, đó nó dễ bị dính dầu lắm. Trước có một anh thợ trong tiệm xài, ảnh làm chân xong là cái chai B đó là nó bị dầu luôn. Rồi sau đó người ta sơn màu lên nó cũng bị lỗ lỗ, tại vì cái dầu nó loang ra, hoặc là cái sơn màu mà người ta sơn mà dính dầu vô là nó cũng bị lỗ cái màu nó nữa, thì đó cũng là một phần gây ra cái loang loang loang, cái lỗ 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 cho cái top coat. Thì khi mà mình bị vậy rồi mình thấy mình sơn nó mà nó loang ra, thì mấy anh chị trị liền bằng cách lấy cái khăn giấy á, lấy khăn giấy xịt một miếng alcohol chùi đi liền. Thí dụ em nói là mình sơn hai lớp màu rồi, mình sơn cái lớp top coat lên mà mình thấy nó loang ra, đừng có hơ đèn, tại vì hơ đèn nó bị lỗ luôn, mình sửa lại khó lắm. Thì mình lấy khăn giấy mình xịt alcohol vô, mình chùi đi cái lớp top coat mới vừa sơn lên, và mình apply lại một cái lớp mới, thì nó sẽ giảm đi cái tình trạng mà bị loang lần thứ hai tới 90-95% luôn. Thì cái đó là em khắc phục trong tiệm của em. Rồi cái thứ ba là nếu như mà cái chai chai thớp của mình nó có một số loại nước sơn nó kỵ nhau, giống như là cái mỗi một cái hãng người ta sẽ có một cái formula, nhiều khi cái hãng này mà nó không hợp với cái hãng kia thì cái trường hợp đó nó rất là hiếm, nhưng mà nó vẫn có chứ không phải không, thì mình sơn lên nó vẫn bị loang ra, mặc dù là cùng chai sơn thớp đó mình xài qua cái hãng khác nó không bị, mà xài đúng cái chai chai màu đó thì nó lại bị. Thì cái đó là ba tình trạng mà em thường hay thấy, mà cái tình trạng mà cái nền móng bị dầu, hoặc là cái chai B hoặc là chai màu bị dầu á, thì là cái trường hợp em thấy nhiều nhất, từ xưa tới giờ em thấy trong tiệm lại là nhiều nhất. À, có người nói là tay model đẹp quá kìa, trời ơi tối nay con model nó không có ngủ rồi, tội nghiệp nó ghê luôn Trí kẹo, tuần sau anh Trí qua rồi tuần sau gặp nhớ đãi Trí uống trà sữa nha cưng, gài hàng ghê ông Trí bé này tên Hân nha, qua nhớ gặp bé Hân để lấy ly trà sữa nha
Rồi, thank you mấy anh chị dành thời gian theo dõi. Và tối ngày hôm nay thì bên em có bão, cho nên là mình hoãn cái trình tự tối thứ tư tuần này. Thì em hẹn gặp mấy anh chị vào tuần sau nha. Để anh chị nào mà muốn mua collection Tropical của Deep and Do thì mọi người cứ để xuống cái tên Tropical and số điện thoại, rồi tụi em sẽ gọi cho mấy anh chị nha. Thank you mọi người và chúc mấy anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Ai ở Florida thì be safe nha. Bye bye.